Xin chào quý anh chị và các bạn, và tiếp theo trong cái video của ngày hôm nay thì chúng tôi xin chia sẻ với quý anh chị và các bạn là cái vị trí để đặt cái thuyền buồm phong thủy giúp cho gia chủ sẽ gặt hái được nhiều cái thành công. Thì theo phong thủy thì thuyền buồm còn được gọi với cái tên là thuyền buồm phong thủy, được xem là cái biểu tượng của thành công trong công việc. Với cái ý nghĩa thuận buồm xuôi gió, tức là mong muốn mọi cái công việc được thuận lợi, hanh thông, gặp khó khăn nào cũng vượt qua. Bởi vì chiếc buồm tượng trưng cho cái hình ảnh đón gió, biểu tượng mang lại nhiều cái cuộc giao dịch kinh doanh nhanh chóng, thành công tốt đẹp và thu được nhiều cái lợi nhuận. Đối với cái người phải làm ăn ở xa, xuất hành, thi cử, sự nghiệp, chiếc thuyền ra khơi quay về mang theo của cải, tài lộc cho gia chủ, thể hiện cái sự kiên trì vượt qua sóng gió khó khăn, vất vả để thành công. Một cái chiếc thuyền buồm bằng gỗ phong thủy đặt tại cái vị trí phù hợp sẽ giúp khai thông vượng khí, kích hoạt cái năng lượng tích cực. Thuyền buồm bằng gỗ quý cũng là cái sản phẩm trang trí vô cùng độc đáo và lạ mắt. Cái thuyền buồm nó đã gắn liền với con người từ hàng ngàn năm trước. Thuyền buồm là một trong những cái phương tiện giao thông đầu tiên trong lịch sử con loài người. Từ xa xưa thì thuyền buồm đã được sử dụng trong nhiều cái lĩnh vực buôn bán, chiến tranh, khám phá các cái vùng đất mới, đánh bắt thủy hải sản. Thuyền có thể để di chuyển nhanh chóng và tiết kiệm nhiên liệu. Bên cạnh đó thì phương tiện đường thủy này ít khi mà bị cướp, chấn lột so với các cái phương tiện đường bộ. Những cái trận đại chiến thắng lợi của dân tộc Việt Nam gắn liền với cái hình ảnh thuyền buồm vẫn còn ghi lại trong lịch sử hàng ngàn năm, như là trận Bạch Đằng năm 938, trận Minh Nguyệt năm 1075. Người nhà thám hiểm Colombo đã cùng cái đoàn thủy thủ của mình vượt đại dương để khám phá ra châu Mỹ. Chính vì vậy, cái hình ảnh chiếc thuyền buồm trở nên rất là thân thiện với mọi người. Vậy thì trưng bày cái thuyền buồm gỗ quay vào nhà hay là quay ra ngoài là đúng? Có hai cái luồng ý kiến trái chiều nhau khi mà trưng bày thuyền buồm. Ý kiến thứ nhất cho rằng là khi trưng bày cái thuyền buồm phong thủy nhất định phải quay mũi thuyền vào trong nhà, bởi vì nếu quay vào thì thuyền sẽ chở cái may mắn tài lộc về cho gia chủ. Ý kiến thứ hai cho rằng khi mà trưng bày thuyền buồm thì nhất định phải quay mũi thuyền ra ngoài cửa. Quay thuyền ra ngoài với ý nghĩa là đầu tư kinh doanh xuất hành thuận buồm xuôi gió. Và theo các cái chuyên gia phong thủy thì khi trưng bày thuyền buồm đại kỵ thuyền hướng thẳng ra cửa chính hoặc là cửa sổ, về cái mặt trang trí khi mà mũi thuyền hướng thẳng ra cửa nhìn sẽ rất phản cảm. Về mặt phong thủy, thuyền hướng ra cửa sẽ làm tiêu tan đi cái vượng khí. Gia chủ có thể trưng bày thuyền theo cái hướng là vuông góc hoặc là nghiêng 60 độ so với cửa chính. Khi mà trưng bày nhiều con thuyền trong phòng thì nên để cái mũi thuyền về cùng một hướng, tuyệt đối là không để hai thuyền đâm đầu vào nhau, sẽ làm cho gia chủ gặp nhiều khó khăn và bị cạnh tranh nhiều. Không nên để hai cái thuyền quay ra hai phía, hai cái hướng đối diện, sẽ khiến mất đoàn kết, tình cảm vợ chồng, gia đình rạn nứt. Vậy thì trưng bày cái thuyền buồm gỗ phong thủy ở đâu là hợp lý? Thứ nhất là trên hồ cá. Đây là cái vị trí tuyệt vời nhất. Tính thủy của hồ cá sẽ giúp cho thuyền buồm phát huy tối đa cái khả năng hút tài lộc và vượng khí. Tại phòng khách, quầy thu ngân, bàn làm việc là những cái vị trí phù hợp để trưng bày thuyền buồm phong thủy. Tuyệt đối là không để thuyền buồm gỗ phong thủy trong phòng bếp, vì cái tính hỏa của nhà bếp sẽ làm tiêu tan cái năng lượng tích cực từ thuyền buồm. Và chúng ta lưu ý là có một số các cái mẫu thuyền buồm bằng gỗ không nên trưng bày ở trong nhà. Thì đấy là một số các cái loại thuyền sau. Thứ nhất là thuyền Titanic. Chiếc thuyền bị chìm làm chết rất nhiều người. Chính vì vậy mà trưng bày cái mẫu này là cái biểu tượng cho sự không may mắn. Chiếc thuyền chiến với nhiều khẩu pháo xung quanh sẽ là đem lại nhiều cái cuộc chiến trong nội bộ công ty, bất hòa trong gia đình. Bên cạnh đó thì các cái mẫu thuyền buồm có cánh buồm bằng vải cũng ít được ưa thích, bởi vì rất dễ bám bụi, khi đã bám bụi thì rất khó vệ sinh. Và chúng tôi hy vọng rằng với những cái chia sẻ trên đây sẽ giúp quý vị nhiều hơn về chiếc thuyền buồm phong thủy, và chúc cho công việc của quý khách luôn luôn được thuận buồm xuôi gió. Nếu quý vị thấy video này hữu ích thì hãy chia sẻ cho mọi người cùng tham khảo, và có bất kỳ thắc mắc quý vị có thể vui lòng comment ở bên dưới và chúng tôi sẽ tư vấn hỗ trợ nhiệt tình với quý vị trong cái thời gian sớm nhất. Và cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chúng tôi.